chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh bác tô. Tôi mỗi lần mà tôi quay video cái là mấy con chó nhà tôi nó sủa, tôi không tin được luôn. Thôi được rồi thì đầu video mình muốn nói như thế này, có nhiều bạn nói là bác tô hết còn tin, nên làm mấy cái uh, uh, video gọi là nhảm nhí câu view. Nhưng mà các bạn cũng biết mà, không lẽ mình làm giống người khác đúng không? Mình làm theo cách của mình và nó có một cái cách riêng. Có thể là uh, những cái ý tưởng mình làm á, các bạn không cần, tại vì uh, các bạn biết hết rồi. Tuy nhiên là những cái ý mình đưa ra có thể là rất là nhiều bạn đồng ý đồng tình là theo làm uh, cái kiểu như là cần nghe hoặc là cần uh, thắc mắc về những cái vấn đề đó thường thì mình làm về những cái giải đáp những cái thắc mắc của mọi người thôi và nếu như nếu mà có điện, được cái điểm chung á, thì uh, mọi người sẽ bàn luận còn nếu mà không có được điểm chung thì uh, chắc chắn là đó đó là một con uh, tên nhảm với mọi người đúng không rồi thôi được rồi thì trở lại video ngày hôm nay uh, ngày hôm nay mình sẽ làm về một cái loại thiền mà đánh du biển ngon nhất tại vì có rất là nhiều bạn nói là treo du biển đánh hoài không ra là à, nói chung là nó có rất là nhiều nguyên nhân Và à, ngày hôm nay thì chủ yếu là mình nói về cái chuyện mà sử dụng cái thuyền nào để treo vô biển ngay ngon nhất Mình là một người thường xuyên treo vô biển và mình đã test rất là nhiều loại thuyền rồi Và bây giờ á, à, đây Thông thường á, à, thì nếu như mà mấy bạn treo á, à, thì sẽ treo những cái loại thuyền to như thế này Ủa này nó đi theo minh họa vậy đó, nó đi theo vậy thôi hả à? Sao không nói gì đi Sao không nói gì đi Sao em mua cái thiền đi, em mua em mua cái thiền nào đó đi. Rồi thì thông thường ví dụ như bạn treo một cái thiền này cái lý do là thời điểm này á, là mọi người treo bằng cái thiền bự là vì uh, con uh, cái 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 nó có những cái thiền hải tặc và những cái thiền hải tặc này á nó sẽ bắn cái thiền mình nên là thuyền thì thông thường 2.500 máu sẽ trụ được lâu hơn còn như cái thiền độc mộc như bên đây á, là một phát là rụng rồi à, cho nên là loại thiền này thì không thể nào treo được tuy nhiên ở cái thời điểm trước đây nếu như bạn treo du biển mà treo bằng cái thuyền này đó, nó cực kỳ ngon lý do tại sao em lấy cái thuyền lại sát bên cái thuyền anh em ồ cái thuyền này sau đi nay đồng. đi nhanh dữ vậy ta? đó cái lý do tại sao mà cái thuyền này treo du biển nhanh ừ, ngon tại vì như thế này các bạn ở đây nè cái thuyền này nếu như mà mình ngồi trời cái gì vậy cái gì vậy nếu như là cái thuyền này mình ngồi á thì mình sẽ ở trên một cái vị trí khá là cao cho nên á là mình cũng không hiểu nhưng mà như mình mình treo nhiều lần mình theo mình đoán là như thế nào nếu như mình ở một cái thuyền mà có vị trí mà cao như thế này thì nó sẽ chậm ra vui biển hơn còn bạn ở như cái thuyền mà nó sát mặt nước như thế này thì nó sẽ nhanh ra vui biển hơn tuy nhiên mà con thuyền này đi chỉ có 100 máu thôi và cái thuyền á mà thời điểm hiện tại mà treo thì chắc là thuyền A đó không để coi bạn thấy thuyền A không cái thuyền A này á máu đó là một treo thì cũng treo được đó đánh vua biển ngày xưa treo vua biển treo cái thuyền này cực kỳ ngon mà đúng không nhưng mà máu một ngàn nhiều khi á là bị thuyền hải tặc bắn chết tuy nhiên là mình thì mình treo bằng thuyền a không mình cũng chả treo bằng cái những thuyền kia tại vì cái combo mình sử dụng trái mắt ma và cái karate người nước này á là đủ để kết liễu cái thuyền và cái thuyền này của mình nó vẫn còn tới hai ba trăm máu tuy nhiên là đôi lúc mình vẫn bị nha đôi lúc là cái nó bị giật bị lắc hay là mình combo lỗi gì đó thì cái thuyền mình sẽ chìm cho nên là mặc dù thiền này sát mặt nước Nhưng mà treo không ngon Nhưng mà có một cái thiền này ít người sử dụng Mình thật nếu mà bạn nào có game pass Thì chắc là ít người sử dụng cái thiền này Lý do là cái thiền này nó chạy chậm hơn cái thiền A Tuy nhiên các bạn nhìn thấy không 1.200 máu Nó cách biệt 200 máu này nó cũng rất là quan trọng Và cái thiền này nó cũng ở cho mình cái 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 cái, cái sát mặt nước này các bạn thấy không So với cái thiền này thì mình ngồi như thế nào Uh, nó cũng bằng nhau coi như là bằng nhau nè em ngồi lên cái cái ghế ngồi đằng sau anh lái rồi coi rồi thôi đứng 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 yên đứng yên đứng yên đứng yên, để anh lái lại này đừng có cái này cái kia gì hết trời ơi chị đại gấu ơi đang lái đây đây mình sẽ lùi lại một tí nè các bạn xem thấy không là uh, cái vị trí ngồi của nó coi như là cái này có thấp hơn một tí thôi nhưng mà nó ở sát mặt nước cho nên đó, là bạn treo uh, vua biển đó, thì nó sẽ tỷ lệ nó ra sẽ nhanh hơn còn nếu mà bạn nào treo vua biển mà bạn đứng trên thiền bảo đảm không bao giờ ra bạn phải ngồi lên trên thiền và ngồi lên cái ghế lái thì nó phải mới ra được con vua biển nha có nhiều bạn thì uh, treo thì, uh, thì thì không biết là ngồi không có đúng nên nó không ra đó cái thiền này là thiền treo ngon nhất luôn hiện tại um... Mình đã test qua rất là nhiều lần rồi và bây giờ thời điểm này thì mình treo bằng cái thiền này không. Còn đối với bạn nào mà không sử dụng những trái quỷ mà dồn đam nhanh á thì chắc là treo bằng cái thiền thấp máu này gặp tiền hải tặc thì không nổi đâu ha. À, những cái trái mà dồn nhanh cho mình thấy như là trái um, Phật Tổ đánh thiền cũng ngon nè. Rồi trái mắt um, ma đánh thiền thì cực ngon thì khỏi nói rồi. Trái ra đánh thiền cũng ngon nè. Trái Điện thì mình chưa thử tuy nhiên là uh, uh, những cái trái mà nãy giờ mình nói á, là trái mắc uh, ma trái phật tổ rồi trái uh, mê ra đó là những trái mà treo biển ở, dồn đam lên thuyền cực kỳ ngon hôm nào thì mình sẽ thử thêm những cái trái khác để biết coi là nó có ngon hay không hay là bạn nào mà um, đang sở hữu trái điện hay này á, là treo thuyền thì uh, nói cho mình biết ha thì rồi thì ở đây bây giờ mình sẽ chờ thuyền ra chờ vua biển ra một tí nha Đấy thì uh, sau một thời gian treo thì ra ba con vua biển. Ấy mình chưa bật full màn hình. Thì uh, ra ba con vua biển chứ không phải là ra uh, ra, ra, ra ra thuyền, mình đang tính nó là ra tính là ra thuyền để uh, mình 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 uh, mình mình uh, nói về cái vụ mà ý quên bật Haki rồi. rồi. Rồi 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 xong rồi, xong rồi cái này là cái này bị rối quá các bạn. ý sao mình mình Trời ơi. Ở từ từ cái này mình bị đang bị rối loạn rồi các bạn. Tự nhiên mình nó mình bật haki thành tắt haki. Mà sao tự nhiên bây giờ game nó 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 bị cái 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 nó không có mượt á. Các bạn nào mà xem 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 là có nó có mượt các bạn xem thấy có mượt không? Nhưng mình đang chơi trên trên đây mình thấy nó nó nó, bị giật giật. Ờ gấu còn sống không em? Còn Hên quá chứ không là mất vô biển rồi. Ờ gấu bất tử cũng hên là con này nó 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 treo ra du biển đó các bạn chứ bình thường mà mình uh, treo du biển mà ngồi chung với leader á là ngồi chắc là khoảng uh, nửa tiếng đồng hồ á bữa ngồi leader ngồi trên thuyền nửa tiếng đồng hồ không ra cái là rút cuộc là phải đổi qua mình vừa lên cái thuyền cái là ra vô biển đấy này phải né thêm một phát này nữa rồi cứ mỗi lần mình nghe cái là mình mình ấy rồi mình đánh từng con từng con một vậy á thôi rồi cái này bị mất haki rồi nè mà mình được uh, mình phát hiện ra là cái ngày hôm bữa đó là lê đơ qua ngồi treo cua biển chung với tài ngồi cả ngày không ra cua biển xong giờ đây ám mình hèn gì có thể là lây lây từ đó mà ra đây rồi rồi cái gì vậy quánh con này nè em quánh cái con anh đang quánh bên đây nè sao bây giờ tự nhiên mình quay game mà mình bị bị <laughs> mất máu nhiều dữ vậy rồi. rồi con này sắp đi rồi nè đó rồi còn một con nữa thôi sao em một con nữa, một con nữa. đúng rồi quánh ba con này là có 1 triệu bê ly à. quá ngon đó không có mấy cái đồ tàu lao không mà chủ yếu là ba con là đường triệu bê ly á đó thì uh, uh, này thì coi như mình treo thì ra ba con vua biển nhưng mà ra thuyền thì cũng không có uh, ra thuyền nếu mà mình đi solo một mình á, thì mình cũng không có sợ bị cái thuyền này cũng không bị sợ những cái thuyền dồn đam mà 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 chìm cái thuyền. Với lại là như mình đã nói ban đầu á là những cái thuyền nào mà bạn ở càng sát dưới biển á, thì bạn sẽ cái tốc độ ra vua biển của bạn nhanh hơn. Tuy nhiên là lúc nãy thì mình treo mất cũng khoảng gần 10 phút mới ra thì con gấu này nó xui quá các bạn nó ngồi đây nó ám nó 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 ngồi đó nó, nó ngồi nó cứ chạy lên chạy xuống như này rồi nó bay lên nó xài chiêu nó sửa trưởng đó rồi nó quậy đó nó trưởng lên như vậy á xong rồi nó biến thành dạng rồng nó khò rồi đó, đó, xong rồi nó chuyển qua electric rồi các kiểu đó, nó 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 cứ quậy lên quậy xuống vậy đó bởi vậy nó động nước và du biển nó không lên tới cái lúc mà nó ngồi yên cái mở lên được ba con du biển các bạn rồi thôi được rồi thì uh, trong video này mình chia sẻ như vậy thôi nghĩa là uh, các bạn cũng hiểu được là uh, uh, cái thuyền nhỏ thì nó tốc mình Không phải là các bạn hiểu là mình nói này hơi bị sai Mà do là mình cảm thấy là cái thuyền nhỏ những cái thuyền mà mình ngồi sát dưới biển á Thì cái tốc độ mà ra qua biển nó sẽ nhanh hơn, nó dễ ra hơn Cho nên là mình chia sẻ với các bạn Nếu mà các bạn cảm thấy sai thì cứ comment lại bên dưới Và bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây ha à, các bạn cảm thấy sao về video này hãy để lại bình luận bên dưới và mọi ý kiến đóng góp của các bạn là sự thành công mình trong tương lai xin cảm ơn gặp lại tôi không biết sao video này tôi nói chuyện bị rối loạn quá ờ, ừ, nhỏ này nó nói bye bye nói không nổi luôn kìa mọi người bye bye coi bye bye mọi người ừ khổ nói lý nhí à